Bây giờ mình sẽ tổng lực lại, mình điều chỉnh thì mình sẽ có cái vẻ bề ngoài phải nói là trên cả sự mong đợi đó. Khuôn mặt của chị thì nó hơi tròn, tròn đến nỗi mà chị không có thấy được cằm của chị luôn. Khi mà điều trị về có cảm giác được cũng được V-line rồi đó. Dạ, cả hai công nghệ luôn. Thì công nghệ nào có làm mình cảm thấy không được thoải mái không ạ? Lúc đầu thì chị cũng phân vân rồi đến đây làm nó sẽ đau. Trong quá trình làm thì chị không có cảm giác được đâu. Chị nằm chị đi giảm, chị nằm chị ngủ, ngủ một giấc thức dậy là đã làm xong rồi. Dạ, hôm nay da đều màu hơn nè, nền da cũng săn mướt hơn rồi. Chị có thể sờ thử để chị mình thay cảm nhận được cái viền hàm của mình hôm nay là rất là rõ rồi. Đúng rồi. Dạ. Nó lòi hai bên này ra nè. Có dạng như là có nhậm rồi, bên cằm nó cũng có cái cằm luôn chứ. Hôm trước là nó phủ luôn, không có thấy được chỗ nào luôn á.